Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại buổi mở thầu dự án nâng cấp tuyến đường chính và khu du lịch suối Kênh Gà diễn ra tại tỉnh Ninh Bình trong ngày 22 tháng 7 vừa qua. Trị giá 180 tỷ đồng, thế nhưng đối chiếu với bảng phân bổ vốn của ngân sách trung ương này thì trong năm 2016, dự án này chỉ nhận được có vẻn vẹn 15 tỷ đồng, tương đương chưa tới 10% tổng đầu tư. Đáng nói hơn, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng từ ngày 28 tháng 6 đến 22 tháng 7 năm 2016, trên địa bàn tỉnh này đã có 4 gói thầu được mở mới. Lý giải cho việc tái khởi động nhiều dự án đầu tư mới trong lúc cả nước hô hào cắt giảm đầu tư công, lãnh đạo địa phương này cho hay. Bây giờ phải có đầu tư thì mới phát triển. Bây giờ chỉ có bao nhiêu nguồn lực tập trung thanh toán nợ hết thì không phát triển được, thì tốc độ tăng trưởng bằng âm. Vâng, thì tốc độ tăng trưởng bằng âm thì lại không gây dựng được cái nguồn thu, không nuôi dưỡng được cái nguồn thu, thì lấy đâu để mà thanh toán những cái nợ khác được. Do đó vẫn phải song song vừa đảm bảo được theo chỉ đạo của Trung ương là thanh toán nợ và vừa đảm bảo được tốc độ phát triển của tỉnh theo mục tiêu của đại hội và nuôi dưỡng được nguồn thu. Thực tế, cả ngàn dự án triển khai nhưng rồi cầm chừng hoặc án binh bất động vẫn đang diễn ra trên cả nước, đang gây ra nhiều lãng phí. Thì việc các địa phương đẩy mạnh triển khai các dự án mới sẽ tạo ra hệ lụy khôn lường. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, hệ lụy lớn nhất của việc chưa trả hết nợ cũ đã tìm cách thực hiện dự án mới, tạo ra áp lực với nợ công của nhà nước. Cái việc mà đầu tư công này ở rất nhiều nơi đang có những cái việc gọi như là vô cùng mập mờ và khó hiểu. Thậm chí là gì, dự án vừa mới được đấu thầu thôi thì cũng đã có ngay, theo tôi biết, theo thông tin tôi được có, thì đã có ngay được cả cái những cái phần quyết toán. Mà đây nó không phải đơn thuần là gì, vừa đấu thầu xong thì thậm chí còn chưa thi công, chưa thiết kế, chưa khảo sát, nhưng đã có ngay phần quyết toán rồi. Có thể là để chạy cho cái vấn đề được giải ngân, cũng có thể là bởi một lý do nào đó khác. Trở lại với tỉnh Ninh Bình, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc tỉnh này ồ ạt triển khai hàng loạt dự án khiến dư luận đặt ra câu hỏi, liệu các dự án này có thật sự cần thiết? Liệu có cần xây thêm một trường trung học phổ thông Lương Văn Tụy mới với số vốn hàng trăm tỷ đồng khi mà tỉnh vừa sửa trường học này với chi phí 40 tỷ đồng? Và dự án cũng không nằm trong danh sách vốn được duyệt của tỉnh Ninh Bình năm 2016. Liệu những công trình đầu tư mới trên có bị bỏ hoang như công trình Đại học Hoa Lư trị giá 1.000 tỷ đồng này vẫn đang đắp chiếu từ hơn 10 năm nay? Câu trả lời nằm ở ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu.